Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cá thu mọi người. Cá thu, cá ngừ, cá biển chiên mọi người. Với tàu hủ kỳ mọi người. Tàu hủ kỳ xào với bắp cải, cà gió mọi người. Với bắp cải, dưa leo, hành lá mọi người. Chân mày coi trái đu đủ mọi người. Này mọi người, này cá thu, cá ngừ mọi người, cá biển chiên. Này tàu hủ kỳ mọi người, tàu hủ kỳ xào bắp cải mọi người. Bắp cải thơm cà gió mọi người, với hành lá mọi người. Này tàu hủ kỳ hơi thịt lát chay vậy mọi người. Không biết mọi người sẽ giống giống nhau mọi người. Hai miếng đu đủ mọi người. Đu đủ mọi người, đủ đầy lắm mọi người. Cơm mọi người, này vô sống mọi người, có bắp cải, dưa leo với hành lá mọi người, bắp cải trắng mọi người. Chân trắng lắm mọi người. Ly trà đá mọi người, trà đông trùng hạ thảo mọi người. Này coi trên mạng thì giống loại nấm đông trùng hạ thảo hơn mọi người. Nước tương mọi người, nước tương quốc hạnh với ớt mọi người. Chiến không mọi người, chiến không bình xương. Dao mọi người, dầu đen, dầu đen, dầu đỏ, dầu xanh gì đó mọi người. Muỗng mọi người. Đổ mọi người. Một gió cho nó mát mát mọi người. Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Ở đây thì dễ biết mấy loại cá biển, tôi kêu chung là cá biển mà. Này cá thu, cá ngừ vậy mọi người. Cá thu phú tha mọi người, cá ngừ cũng ngày vậy mọi người. Thơm mọi người, dai chắc mà, chắc người mà, cái thâu mà, chuyện nó mặn mặn luôn mà, do cái biển á, cứ vừa ăn thơm mà ông ấy nó tường nó chanh lắm mà, cho nên chua chua, này bắp cải thơm cà gió luôn mà, khóm mà. Này tàu cây mà gần bát trang thấm luôn mà dai ngon mà tàu cây mà ngon luôn mà này xào ngon mà nó mềm nó thấm luôn mà chơi mà không có người xào mà sống sống mà nhà chắc có để nước mà cho nó mềm mà ăn ngon mà tôi thích xào kiểu này không rồi cây dây vậy á nó thấm vô á dao cũng dao cũng dao nước luôn mà thấm vô ngon mà còn muốn người ta xào khô á nhìn nó sống sống mà ăn vô giòn nhưng mà nhiều cái mùi nó còn sống, nó hơi bị nồng. Tôi thích nồi xào nó mềm mềm mà ra nướng ăn ngon hơn mà.
trứng thì sẽ cơm. Cá biển đúng ngon, thơm, nó chắc như vậy. Mà lần nè ăn ngoài mà con muốn cá người khô khóng mà khô thơm á, ăn cái đầu luôn rồi, cái đầu bự luôn rồi, cá cái gấp đôi, cái đầu gấp đôi con cá này rồi, ăn bao ngon rồi. Tôi thấy khó khó không và thật nó chua chua ngọt ngọt không ngọt vậy, nó hơi ngọt ngọt á, cái gì tôi nhẹ chua không thích vô đó mà không ngon. Thịt con cá là thịt dê chắc không? Ở đây thường ta không phân biệt loại cá nào á, cho nên gặp cá biển cứ kêu cá biển thôi, không có biết chơi không dùng nữa. Rồi rằng có loại cá biển hấp không ạ? Cá biển hấp trong sẵn á, nó coi có cái là nghề đó lâu lắm không ạ, làm nghề cá biển hấp không ạ, món đó ăn cũng lâu mà. Cứ để vô răng hấp lên mà ăn hấp là hay xong rồi, đơn giản. Ở đó hai cỗ xe chạy bán mà. Nhìn coi cá thu với cá ngừ cũng giống giống nhau, gặp lại luôn rồi, gặp lại là còn y như cũ mà ngon mọi người. Này đủ đủ mọi người, này lấy cái tay mọi người, nên ngón tay để vô đây, ai hộp nó ra mà lấy hộp đi, đu 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 đủ luôn rồi, ăn chấm miệng luôn rồi, hai miếng luôn rồi. Nãy ta lấy hộp nó luôn, tôi đủ này cũng dễ chồng. Cơm này xong luôn rồi, dắt vô, có hộp đu đủ dắt vô chúng ta, thầy coi. Ăn chắc miệng luôn rồi, miếng này bự như trái đu đủ chắc cũng bự luôn rồi. Này dao đen rồi, dao đen dao đỏ, dao đen dao đỏ dao xanh đó mọi người. Đu đủ thơm rồi, đu đủ luôn rồi.
sợ dớt luôn rồi, tính đỡ vô cái chén mà thấy cái này nó không vừa đắt gọt như vậy đỡ ngoài thấy luôn rồi. Da nước mọi người đu đủ da nước cầm cái mạnh nó bóp mạnh nó da nước này đu đủ này ăn sống được ăn sống có loại ăn sống nhưng mà ăn nó giòn giòn lắm mọi người nên làm mắm mọi người mắm đu đủ quay sinh tố mọi người bỏ đường bỏ sữa vô quay sinh tố mọi người. Nhìn nó không được ấy lắm nè, vô cầm cái tay nó mềm á. Cây đu đủ này nhà giải hột và nó lên rồi là đồ bánh này đây có cho mọi người thường cái giải hộp lên cái mấy cái con lên á cái con ấy đây cái bứng da chồng mọi người người nhẹ tay mọi người bóp mạnh quá là da nước mọi người. Mình đu đủ chín luôn. Mình đu đủ hàm á. Hay đu đủ nó còn sống hoặc là hay chín chín. Đây, dĩa đu đủ luôn rồi. Đu đủ. Tạo hình cái luôn rồi. Ăn mọi người ngọt nhẹ mọi người ngọt thanh không có ngọt gắt này người cảm giác nó hơi lạc mọi người ngon quá này để đường sữa một kia vô cái để đáy luôn à đá bào quá để nhuyễn á để vô cối xay có quay nữa cùng lên nè ăn hai miếng mà hai miếng cặp luôn chà thơm luôn. Cơm ngon rồi. Cái tẩu cây xào này với bắp cải thơm rồi. Như cà gió này kia dưa leo mọi người. Ngon. Cá biển cá thu cá ngừ mọi người. Dài ngon rồi. Chào tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người. Cơm ngon mọi người.